Ngày hôm nay ngày 27 tháng 10, chúng ta làm một chút về ứng dụng hàm số bậc 2. Ứng dụng số bậc 2. Để ứng dụng được, chúng ta cần phải có được những kiến thức chuẩn bị như sau. Phần 1 là các em phải biết vẽ đồ thị. Nào, vẽ đồ thị nhá. Chẳng hạn, em sẽ vẽ thầy đồ thị của parabol y bằng x bình phương trừ đi 4x cộng 2, chẳng hạn như thế. Nào, lấy từ em ơi. Để vẽ parabol này. Thôi, đừng gây ồn nữa em ơi. Đây đây đây, cách vẽ nhá, cách vẽ nhanh gọn thuận tiện thôi, chứ còn phải nhiều bước quá làm gì làm hoàng ra. Có một thứ mang tên là bắt buộc, đó là đỉnh nhá em nhá. Có một thứ mang tên là bắt buộc, đó là gì? Là đỉnh. Nào, trong bài tập này các em có nhớ cách tìm đỉnh không? Nếu quên thì các em có thể rút máy tính ra nhá. Đấy, người ta lưu video chưa, ghi lưu rồi nhá. Nếu em quên công thức đỉnh nhá, các em chỉ cần là menu 922 được không? Đấy, em chỉ cần menu 922 là có đỉnh luôn. Nào, 1x bình phương ta bấm là một bằng tiếp trừ 4x ta bấm là trừ 4 bằng, rồi cộng 2 thì ta bấm là 2 bằng. Đấy, x 1 này x 2 không quan trọng nhá. Đây rồi đỉnh có x bằng âm mấy nhỉ, x bằng 2 và y bằng bao nhiêu đây, âm 2. À, cái đỉnh này là bắt buộc nhá, hai âm gì, âm 2, được chưa? Cái này là bắt buộc, ok chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta chỉ cần lấy những cái điểm xung quanh đây thôi, những điểm xung quanh đây, ví dụ xung quanh con 2 là con mấy nhỉ, con 3, con mấy nhỉ, con 1, con 4 và con mấy, không, thế đủ xung quanh chưa? Rồi nào, thay x bằng 0 vào đây chúng ta sẽ được y bằng mấy, y bằng 2. Thay x bằng 1 vào đây ta được y bằng âm mấy nhỉ, hay là một đấy, tính hộ cái thứ hai á, nghe sai sai nhỉ, trừ mấy em đúng không, trừ một. À, thấy bằng ba vào bao nhiêu trừ mấy, trừ một, thấy bằng bốn rồi đây vậy này, và chú ý rằng đây là đỉnh này. Cái vẽ rất là nhanh như thế thôi. Rồi bây giờ ta vẽ hình nào. Từ từ, quá trình vẽ hãy tinh ý một chút thì hình vẽ sẽ tốt hơn nhé. Đó là 0, 1, 2, 3, 4, chúng ta thấy rằng toàn những số không âm thôi. Như vậy chúng ta sẽ vẽ thiên về phần trục tia dương nhiều hơn. Thế còn y thì là cân đối, y là nửa trên nửa dưới đi nhé. Chưa? Nào, điểm thứ nhất là x bằng 0, y bằng 2. X bằng 0, y bằng 2 là điểm này. Tiếp theo x bằng 1, y bằng âm 1 là điểm này. Tiếp theo y bằng 2, y bằng âm 2 này. Y bằng 3, y bằng âm 1 đây. Y bằng 4, y bằng 2 đây. Y bằng 4. Rồi, chúng ta nối các điểm này với nhau.
Xong và chúng ta đã có parabol y bằng x bình phương trừ đi 4x à. Và chúng ta sẽ điền thêm cái con số vào đây. Đấy, cách vẽ rất nhanh một parabol. Đây là số 2, đây là số 4, số 3, số 2, số 1, đây là số âm 1, số âm 2. Thế nào? À, việc vẽ parabol thì các em hình dung ra chưa? Đưa làm sao làm, các em phải biết vẽ parabol. Đấy. Giang ơi, bị thu điện thoại những người vào sau đi. Đấy, cứ điện thoại ai sáng trước mất 5.000. Rồi, việc vẽ đồ thị coi như xong nhá. Ok. Ví dụ một là vẽ đồ thị của cả cái đó. Bây giờ ví dụ 2, nâng cấp, bản nâng cấp của ví dụ 1. Em vẽ đồ thị y bằng trừ x bình phương cộng với 2x cộng 3. Trong trường hợp này chúng ta chỉ vẽ trên đoạn từ 0 đến 4 thôi. Ta chỉ vẽ trên đoạn từ 0 đến 4. Tức là ta chỉ vẽ đồ thị này khi x thuộc từ 0 đến 4. Được chưa? Ta chỉ vẽ trên tinh thần ấy của con người nào giữa được. Chung lớp này là chưa bao giờ có cái chuyện là các em học trò mà lại dám tán các anh trợ giảng đâu nhé. Lịch sử của lớp này là chuyên môn bị các chị trợ giảng tán đổ các em ở đâu các gì nhỉ, các em nhỉ, các em trai là tán đổ các chị trợ giảng toàn phi công tiến ăn thua gì còn đời nhé. Thầy cũng mất những trợ giảng xuất sắc chỉ vì lý do đó. Tiên thì tán thù anh vì trên tận hồng này để tán chị Châu làm cho chị Châu phải quân quân Tây Đảng để tán làm chị Châu bỏ chạy. Nên thầy rút kinh nghiệm rồi, thầy sẽ chọn các anh thì yên tâm. Chứ bây giờ mà thầy lại dùng chị 2K7 để trợ giảng lớp này thì chỉ 3 bữa chị lại đổ thôi. Thì Hằng á, ui rồi ôi, em có biết vì sao là thầy phải cho chị Hằng nghỉ lớp này không? Mặc dù là rất nhiều người tha thiết cũng như phụ huynh tha thiết đề nghị chị Hằng ở lại trợ giảng lớp này, thầy phải cho chị Hằng nghỉ ngay và luôn, một dấu hiệu vô cùng nguy hiểm. À, lớp 9 nhá, bây giờ chị Hằng chị giảng lớp 9 còn nguy hiểm nhá, còn bị một học sinh lớp 9 tán đến mức độ thầy phải cho học sinh lớp 9 đến nghỉ, cho nghỉ rồi, cho nên con gái chị giảng nguy hiểm lắm. Ôi rồi ôi. Hà Vi xin vào muộn nhé. Em ơi Hà Vi xin vào muộn. Hằng là xin nghỉ. Anh Hằng của Châu. Nào, chúng ta sẽ vẽ hình này. Sẽ khó hơn rất nhiều em nhé. Sẽ khó hơn rất nhiều. Trước tiên, chúng ta sẽ tìm đỉnh. Nào, các em tìm được đỉnh không? Tính tay hay tính máy thì các em? Đỉnh bao nhiêu nào? Đỉnh bao nhiêu? À, 1, 4. Rồi, chúng ta có bảng giá trị. Đây là x, đây là y. Hết sức nhận được. Đây là x bằng 1, thì y bằng 4. Đây là đỉnh. Bây giờ đừng nói đến những điểm xung quanh nữa. Những điểm xung quanh nó phải phù hợp với cái đề bài. Đề bài chúng ta chỉ lấy x chạy từ 0 đến mấy thôi. Từ 0 đến 4. Cho nên em sẽ lấy các con 0, 2, 3, 4. Đừng lấy âm 1 nhé. Nhưng lần này chúng ta sẽ phải vẽ lệch đỉnh đấy.
Nào nhận ra chưa? Lịch định. Nào các em tính thấy bằng không vào sẽ yên mấy. Thấy bằng không ở đây. Yên ba. À, thấy bằng hai vào. Vẫn đồng ba. Thấy bằng ba vào. Không, thấy bằng 4 vào. Bằng 5. Rồi, bắt đầu vẽ thôi. Quan sát x toàn số dương, toàn số lớn bằng không thôi. Thế còn y thì có cả âm, có cả dương. Cho nên chúng ta sẽ vẽ y cân bằng. Còn vẽ x thì là nhiều nhiều phần dương hơn. Y thì cao nhất chỉ đến dương 3 thôi. Nào, điểm thứ nhất là x bằng 0, y bằng 3. Điểm thứ hai là 1, 4. Ôi, y đến tận 4 cơ mà. Nghĩ nào bảo y chỉ đến 3 vậy. Y đến tận 4 các em nhé. Nào, điểm thứ nhất x bằng 0, y bằng 3, vậy là điểm thứ hai x bằng 1, y bằng 4. Điểm thứ ba x bằng 2, y bằng 3. Tiếp theo x bằng 3, y bằng 0. Tiếp theo x bằng 4, y bằng âm 5, xa tít. Âm 1, âm 2, âm 3, âm 4, âm rồi ra nối các điểm đó với nhau. Và đây chính là đồ thị hàm số y bằng trừ x bình cộng với 2x cộng 3. Điền các con số. À, em không được kéo dài thêm, nó chỉ có một tuần thế thôi, không có thêm. Ok, đấy là cách chúng ta vẽ đồ thị, nhưng mà chỉ đây không phải là vẽ cả đồ thị, mà chỉ là vẽ một gì đấy. Vâng. Nội dung này là khá cao đấy, cao hơn rất nhiều so với ba bộ sách giáo khoa nhé. Em thấy dễ mà thầy, thì đã ứng dụng đâu. Đây mới chỉ là kiến thức chuẩn bị. Các công em ok không? Rồi, nội dung thứ hai chúng ta sẽ tập cách lập bảng biến thiên. Phần hai La Mã, các em sẽ học cách để lập bảng biến thiên. Cũng giống như trên, chúng ta sẽ lập bảng biến thiên trên hai cái, hai kiểu. Kiểu thứ nhất là chúng ta sẽ lập bảng biến thiên đầy đủ. Kiểu thứ hai chúng ta chỉ lập bảng biến thiên trên cái đoạn mà đề bài chỉ ra. Có hai kiểu thôi. Ví dụ, làm lại bài vừa rồi chẳng hạn. Y bằng x bình phương trừ 4x cộng 3 chẳng hạn. Đấy, chúng ta sẽ lập bảng biến thiên như nào? Thì trước hết chúng ta sẽ nói về đỉnh. Đỉnh. Nào, tốc độ, mời. Đọc nhanh, tốc độ đỉnh. Ui dồi ôi, 16 người học Zoom. Cái ngày gì thế này? Đỉnh có độ bao nhiêu? Hai âm gì? Cộng một. Vậy thì các em sẽ cho cái đỉnh lên trên bảng như sau. Bảng biến thiên này, đây là x này, đây là y này.
lấy bằng 2. Đấy, bởi vì trong bài này A dương hay âm? A dương. Đấy, kem nháp một chút này. A dương. Bài này A dương. Cho nên đồ thị của nó sẽ như nào? Hướng lên trên, căng lên trên như này. Nhá, quay bể lõm lên trên. Cho nên chúng ta sẽ vẽ con âm 1 ở vị trí này. Và lúc đó chúng ta sẽ vẽ như sau. Đấy, đúng cái hình dáng này. Em nhìn cái hình dáng này quay lên này, thì hình dáng này cũng là quay bể lõm lên, giống như một cái bát, một cái chén, một cái cốc đấy, chúng ta đang để hướng lên trên, sẵn sàng có thể rót nước vào đây, rót nước vào đây bình thường, được chưa? A dương thì là hướng lên, cái chén ngửa, sẵn sàng rót rượu vào đây, rót đầy đầy vào, đấy. Thế còn A âm tức là đã quay xuống úp chén xuống rồi, tôi không uống nữa, được chưa? Trên mâm rượu mà nếu thấy ai úp chén tức là người ta sẽ không uống nữa. Ok, người ta úp chén rồi, người ta không uống nữa đâu. Được chưa? Là cái chén này bị ngửa thì vẫn còn uống tiếp nhé. Đấy bằng vi thiên mà nó chỉ đơn giản thế đâu. Được chưa? Rồi. Ví dụ vẫn là lập cái bảng biến thiên của hàm số y bằng x bình phương trừ 4x cộng 3, nhưng không lập trên cả tất cả mà chỉ lập khi mà x thuộc vào đoạn từ 1 chẳng hạn đến 7 thôi. X thuộc vào từ 1 đến 7. Được chưa? Đấy, ta sẽ hướng dẫn các em khi lập bảng biến thiên trên đoạn này. Và tí nữa sẽ có những ứng dụng vô cùng hay. Ví dụ như tìm M để phương trình có nghiệm chẳng hạn. Thì đa số các em nói là phương trình có nghiệm thì là delta lớn bằng 0. Đấy, tiếp là tìm M phương trình có hai nghiệm phân biệt chẳng hạn. Thì đa số em sẽ nghĩ rằng là delta lớn hơn không, thì trả lời luôn những kỹ thuật đó sẽ không dùng được nữa nhé, không dùng được nào, vào sau nhanh chóng ổn định đầu điện thoại em ơi, lục điện thoại, lục điện thoại, hai bạn mới vào lục điện thoại. Chúng ta hai người thì ngồi thôi. Nào điện thoại đâu, điện thoại đâu? Không mà. Lớp này thế nào? 40-50 người mà được có 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 cái điện thoại. Ảo à, đấy. Lớp ngoan quá cơ. Ngoan quá nhỉ. À, vậy thì cách lập như sau. Chúng ta tìm đỉnh xem đỉnh có rơi vào đó không, đỉnh có rơi vào đây không ạ, đỉnh bao nhiêu nhỉ, 21, x bằng 2 có thuộc đoạn này không đó. Vậy ta sẽ lập bảng biến thiên như sau, đây là x, đây là y, thì đây là 2 1 thì bảng biến thiên chắc chắn nó sẽ như này rồi, 2 âm 1. Thế lửa nào đọc 21 nhỉ? Lửa. Rồi, con 1 thì bên tay trái con 2 chúng ta điền thêm con 1 vào đây. Con 7 thì bên tay phải con 2 chúng ta điền con 7 vào đây. Được chưa? Rồi. Có người đang nói chuyện thì kia đi rời học. Hưng và Quỳnh Trang mất trật tự. Nào, thay bằng 1 tính xem y bao nhiêu, thay bằng 7 tính xem y bao nhiêu. À, thay bằng 1. Thay bằng 1 vào đây. Y bằng mấy ạ? Y bằng mấy? Y bằng 0. Thay bằng 7 vào đây. 24. Cái này có thể coi là đã xong. Tuy nhiên hình vẽ này xấu. Chúng ta làm lại. Hình vẽ này xấu. Xấu ở chỗ nào? Thì ta thấy thứ nhất là nó có những cái đoạn thừa không cần thiết. Đề bài chỉ yêu cầu là x chạy từ 1 đến mấy thôi, 7 thôi. Trong khi chúng ta lại lập thừa ra nha, không cần thiết. Được chưa? Đấy, thừa không cần thiết. Ok chưa? Tiếp. Cái thứ hai, các em thấy này, quan sát nhé. Con 0 thì nó lớn hơn con âm 1. Con 24 nó lại lớn hơn con gì? Lớn hơn 0. Thế mà hình vẽ này cảm giác con 0 và con 24 nó ngang ngang nhau.
Thì sau này chúng ta giải quyết các bài toán khó hơn, ứng dụng nó, chúng ta sẽ không làm toát lên được cái tính chất hình học của nó. Vậy không nhất thiết là phải từ 0 đến âm 1 cách nhau 1, từ 0 đến 24 phải cách nhau 24 đâu, không cần. Nhưng mà chúng ta sẽ phải vẽ làm sao để 24 là cao hơn hẳn số 0. Số 0 cao hơn số âm gì? Âm 1. Đấy. Y càng cao, y càng lớn thì nó càng ở trên cao. Đấy. Y lại bằng 0, y bằng 1, y bằng 2, y bằng 3, y bằng 4, y bằng 5, tức là cứ cao lên dần, cao lên dần. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ vẽ lại nhé. Vẽ lại. Vẽ lại. Nào, trên tinh thần cái bảng ban đầu nó thô sơ như vậy, ta sẽ vẽ lại như sau. Đây là x này, đây là y. Chúng ta không cần phải vẽ quá nhiều, ta chỉ cần vẽ từ 1 đến mấy thôi, từ 1 đến 7 thôi. Đấy. Bên trái 1 không lấy, bên phải 7 ta không lấy, không liên quan nhé, không liên quan. Đó. Và ở chỗ giữa này có con số mấy? Số 2. Đấy. Thì tại vị trí x bằng 2 thì y bằng âm 1 là thấp nhất rồi. X bằng 7, y bằng 24 là cao nhất rồi. Đấy, thì x bằng 1, y bằng 0 thì nó lơ lửng ở giữa. Tức là nó cao hơn âm 1 nhưng nó thấp hơn hai gì? Hơn 24. Đấy, thì nó, đây là số 0. Và đường đi của nó đây. Đồ thị của nó đây. Thấy chưa? Đây là bảng biến thiên của nó. Phần bài tương tự tập luyện bài nội dung khác nhé. Ba la mã. Là tương giao. Giao điểm thì giải hệ em nhé. Giải hệ nhé, em nhớ là giải hệ nhé, chứ đừng giải phương trình hoành độ giao điểm như ai đó viết. Phương trình hoành độ giao điểm đấy thì một trường hợp riêng, rất là nhỏ lẻ thôi nhé. Cứ giao điểm thì giải hệ, được chưa? Thế còn khi xét hệ mà chúng ta dùng được tính chất bắc cầu để có phương trình hoành độ giao điểm thì ta cứ dùng thôi, để ta cứ giải hệ bình thường nhé. Tại ví dụ một là cho parabol y bằng x bình phương trừ đi 5x cộng 4, để tìm giao của parabol với, thôi tôi hỏi luôn một thể nhé, với OX, với OY, với đường thẳng y bằng 2x cộng 4. Đấy. Tức là nên hỏi một loạt luôn, đỡ phải lòng vòng. Thậm chí là hai parabol giao nhau cũng vẫn tìm được, không vấn đề gì. Hai parabol giao với nhau cũng bình thường thôi. Đấy. Thì đây, tôi sẽ thực hiện lời giải như sau nhé. Lời giải. Đấy, ý thứ nhất là chúng ta sẽ tìm giao của parabol với OX. Thì ta sẽ xét hệ phương trình sau đây. Nhà parabol là y bằng x bình phương trừ đi 5x cộng 4. OX tức là y bằng gì? Nhân không. Đấy, thế thôi. Đấy, từ cái hệ phương trình này em làm nào giải được hệ là được. Thế thôi. Nào giải hệ này sẽ có mấy nghiệm nhỉ? Hai nghiệm. Bên trên là x bằng 1 thì y bằng 0. Tiếp theo x bằng gì? 4, y bằng gì? Nhân không. Xong rồi đấy. Còn chứ? Vậy từ đó suy ra parabol sẽ cắt OX tại hai điểm phân biệt. Đấy, thì thích để có hoành độ. Hoành độ là y bằng mấy? Y bằng 1. Y bằng mấy nữa? Y bằng mấy? 4. Được chưa? Đấy, chúng ta chưa thèm xem tung độ. Tung độ chắc chắn là bằng mấy rồi? Không. Tiếp, B. Thế giao của parabol với OY. Thì parabol thì vẫn như cũ thôi. X bình phương trừ đi 5x cộng 4. Và OY thì chỉ là x bằng mấy nhỉ? Nhầm không? Lần này em không thể có phương trình hoành độ giao điểm được đâu. Nhé. Không có, không có luôn. Alo.
Alo. Alo. Làm gương gì nhỉ? Thừa đất rồi, thế đây anh hỏi được thì em trở ra nhé. Rồi, nhất trí. Rồi, nếu được thì anh nhờ em chở nhé. À, tiếp tục nhé. Thì với bài này thì các em cứ nhớ là giao điểm cứ giải hệ thôi. Còn giải hệ nó có vô vàn cách giải, đâu cứ phải lúc nào cũng quy trình hành độ giao điểm. Có thể là bấm máy, đúng không? Có thể là phương pháp thế. Phải cộng đại số muốn làm nào thì làm. Với cái này chỉ có một nghiệm thôi, đó là x bằng không, y bằng mấy nhỉ? Y bằng 4. Thì có hai cách kết luận nhé. Cách thứ nhất là parabol sẽ cắt OX tại điểm có hoành độ bằng mấy nhỉ? Bằng không. À, OI tại điểm có hoành độ bằng không, chắc chắn rồi. OI thì là x bằng không. Nhưng chúng ta có thể kết luận cách thứ hai là có cả hoành độ và cả tung gì? Cả tung độ luôn. Như vậy parabol sẽ cắt OI tại điểm. Đấy. Tại điểm. Cho nó một cái tên đi. Ví dụ điểm A có độ là không gì nhỉ? Không bốn. Được chưa? Không bốn. Ok, cuối cùng. Là giao của parabol với đường thẳng y bằng 2x cộng 4. Chuột dùng cho nó tiện. Nãy giờ không có con chuột. Ủa không có chuột mà sao thầy dùng kiểu gì vậy? Màn cảm ứng mà. Màn cảm ứng nó dùng cũng được nhưng nó không tiện bằng chuột. Thậm chí có thể dùng bút viết thẳng lên màn hình được, nó không tiện. Dùng bảng điện tử viết nó vẫn chuyên hơn. Nào, thì với bài này chúng ta sẽ làm gì nào? Thì chúng ta cũng giải hệ thôi. Parabol là y bằng x bình phương trừ 5x cộng 4. Thế còn đường thẳng đây là y bằng 2x trừ cộng gì? 2 cộng 4. Cộng 5 cộng 4. 2 cộng 4. Đó. Ổn chưa? Rồi, thì với cái này chúng ta sẽ rút ra cái gọi là phương trình hoành độ giao điểm đây em. X bình phương trừ 5x cộng gì? Cộng 4. Bằng 2x cộng gì? Cộng 4. Thì cái này đây, các sách người ta hay thường gọi cái này gọi là phương trình hoành độ giao điểm. Em nghe cho biết thôi, chứ không có căng thẳng về cái phương trình hoành độ giao điểm này. Phương trình này có được bằng cách nào? Thì ở đây là y bằng, chỗ này cũng y bằng, vậy theo tính chất bắc cầu. Thì hai cái vế phải bằng nhau. Đấy, cái này người ta gọi là phương trình hoành độ giao điểm. Nó chỉ là một trường hợp rất là riêng thôi. Đó. Thì với cái phương trình này chúng ta xử lý một tí xíu. X bình phương trừ 7 x bằng 0. Như vậy sẽ có hai nghiệm, một nghiệm là x bằng 0, một nghiệm x bằng 7. Để kết luận vậy parabol sẽ cắt đường thẳng y bằng 2x cộng 4 tại hai điểm phân biệt. Điểm thứ nhất có tọa độ là không, thấy y bằng không và được y bằng 4. Điểm thứ hai thấy y bằng 7 và 7 hai 14 cộng 4 là mười mấy? Mười tám. Được chưa? Chúng ta đã được hai giao điểm này rồi.
Tất cả những thứ này các em có cảm giác như là khó, nhưng thực ra nó chỉ là kiến thức chuẩn bị. Cái thứ chúng ta chuẩn bị học mới là khó. Tức là chúng ta dùng ba cái phần kiến thức chuẩn bị này để giải quyết một cái bài toán mang tên là một trong hai bài toán gì đó ứng dụng của hàm số bậc hai. Ứng dụng rồi là bắt đầu ứng dụng nhé. Bạn làm ạ. 4. Là tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất. Giá trị lớn nhất của giá trị nhỏ nhất. Thì cái này trong đề toán 9 trên 10 ấy, thì câu giá trị lớn nhất đến nhỏ nhất xuất hiện trong hai phần. Phần thứ nhất là câu 1 là mã, câu rút gọn đấy, ý cuối. Và câu thứ hai cũng xuất hiện cái giá trị lớn nhất đến nhỏ nhất. Đó là câu 5 là mã. Đúng không? Tùy theo mức độ người ta thì hỏi dễ hay là hỏi khó. À, thế còn bây giờ là toán cấp 3 thì cái ứng dụng này là rất là phổ biến, phổ thông thôi. Lớn nhất, nhỏ nhất nó gọi là bài toán tối ưu. Chẳng như khi kinh doanh buôn bán người ta thường tính toán làm sao để cho lợi nhuận là lớn nhất, đấy là tính toán để cho lợi nhuận lớn nhất, còn thực hành người ta có thể điều chỉnh thêm bớt, hoặc là để thuê nhân công làm việc chẳng hạn, thuê rất nhiều nhân công làm một điều gì đó thì chúng ta sẽ tiền tiền tới là gì, là chi phí là nhỏ gì, nhỏ nhất, ra người đang kéo hỗ thành cái gen ai cũng kéo ra, và kéo ra nếu không mạng wifi có thể rất yếu. Vì cái camera là trục trặc cho nên phải cả hai rèm buộc buộc luôn lên em. Mạng yếu các bạn học Zoom nghe được không ạ? Alo các bạn học Zoom có nghe được không ạ? Có. Rồi. Tại nguyên nhân là cái đầu thu của camera trong xe ấy, camera an ninh ấy nó bị lỗi. Nó cứ kêu nhức đầu lắm nên thầy phải rút bỏ, thế là rút luôn cả cái internet trong này, hiện tại đang bắt internet ngoài cầu thang nên là hơi yếu, hơi yếu thì là tìm thấy nhỏ nhất sẽ chỉ lớn nhất nhé. Là thì trong như thầy đang nói rồi, ở toán cấp 3 thì người ta thi nội dung này ở toán tối ưu rất là nhiều nhé, thì rất nhiều và nó mức độ là tương đối nhẹ thôi, nó không phải căng thẳng, nghe vẫn mượt à, của mày quá, mạng đắt nhất rồi đấy, mạng Vina gói 500 nghìn một tháng đắt nhất rồi, 500 nghìn một tháng không khuyến mãi, lúc tháng nào thì tiền tháng đấy, kể cả lúc lắp lắp vào thế nó không khuyến mãi gì đâu. Nào, thì có rất nhiều cách để tìm lớn nhất nhỏ nhất, ví dụ thì tìm này y bằng x bình phương trừ đi 8x cộng với 25, hãy tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị nhỏ nhất của y đấy, thầy viết tắt chữ giá trị nhỏ nhất. Thầy sẽ trình bày một số cách tìm như sau. Lời giải. Đấy. Thì thầy sẽ nhóm hàng đẳng thức. Hàng đẳng thức. Y sẽ bằng x bình phương trừ đi 8x cộng 25. Thì đây y sẽ bằng x bình phương trừ đi 8x cộng 16 cộng 9. Y sẽ bằng đây là x trừ 4 tất cả bình phương cộng bình phương, cái này chắc chắn sẽ lớn hơn hoặc bằng 9. Lý do bản thân x trừ 4 bình phương lớn hơn hoặc bằng 0 thì thêm 9 vào nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 9. Đến đây chúng ta sẽ kết luận vậy giá trị nhỏ nhất, giá trị nhỏ nhất của y là bằng 9. Dấu bằng xảy ra khi khi chỗ nào bằng 0? Khi x trừ 4 bằng 0. Bằng 0 như ngày xưa thì tương đương đúng không? Bây giờ không tương đương nữa. Hay x bằng 4. Đấy. Viết theo kiểu nhiều chữ thì viết như này. Được chưa? Viết theo kiểu ít chữ thì viết như sau. Parabol y bằng x bình
trừ 8x cộng 25 có đỉnh. Đỉnh tọa độ là mấy em? 4, 9. Làm sao để tìm ra đỉnh? Menu 922 đó. Nào, menu 922 để tìm đỉnh nhé. Menu 922 này, 1x bình phương trừ 8x cộng 25. Đây, giá trị nhỏ nhất xảy ra tại x bằng mấy? Nhân 4. Chính là con 4 này. Giá trị nhỏ nhất y bằng mấy? Y 9. Đó. Ủa, thế thì thế thầy ơi, thế lời giải một bây giờ nãy giờ em thấy lời giải một hay thế, bây giờ lại em thấy bớt hay rồi. Sao thế? Sao lại thấy lời giải một bớt hay? Lẽ ra phải càng hay hơn chứ. Không, em thấy lời giải hai nó lại nhanh và dễ hiểu hơn, nhà lớn bao nhiêu. Thì còn tìm được đỉnh là xong rồi thầy. Ừ nhỉ. Và đỉnh thì có thể có nhiều cách tìm. Có người thích dùng công thức là âm b trên 2a, âm delta trên 4a. Có người thích menu 922. Làm nào mới làm. Vậy thì với đỉnh như thế này thì kết luận luôn nhé. Đấy, y đây 9 đây chính là giá trị gì đấy? Nhỏ nhất. À, bịp à, bịp phải sao mà nhanh thế? Được chưa? Rồi, thì kết luận luôn. À, giá trị nhỏ nhất y bằng 9. Đấy, ngồi lại mà xem. Giá trị nhỏ nhất y bằng 9. À, em hiểu rồi. Rồi, xảy ra khi x bằng x cộng 4. À, thì ra là như vậy. Được rồi. Ok. Các muốn làm bài tương tự hay là bài khác? Làm bài tương tự thì học nó thích lắm, dễ hiểu lắm. Nhưng mà cũng dốt lắm. Học mãi thế thì bao giờ thì đầu óc nó phát triển được. Tí nữa chúng ta luyện tập tính sau. Còn bây giờ mà hai ví dụ giống nhau thì não chúng ta sẽ không có hướng gọi là vận động nữa, chỉ là copy thôi. Tí nữa đến bài tập nhé. Rồi đấy, tạm thời trưng bày cho các hai liền rồi. Được chưa? Rồi phần hai. À, con muốn giải thích tại sao lại có cái chuyện này nhé. Tại sao lại có chuyện này? Đấy, giải thích bản chất thì các em không cần phải ghi đâu. Nhé. Tại sao chúng ta lại có chuyện là giá trị nhỏ nhất thì là đỉnh? Bởi vì parabol này có a dương hay âm, a dương, cho nên hình ảnh của nó sẽ như này. Vậy thì hãy để ý điểm A, điểm B và điểm C. Có một con kiến đi từ A đi xuống B rồi đi lên C. Vậy thì khi nào con kiến đạt giá trị nhỏ nhất hay còn gọi độ cao của nó là thấp nhất? Khi con kiến nó đến đâu? Đến B. Có phải vị trí B sẽ làm con kiến thấp nhất không? Và giá trị thấp nhất đó người ta gọi là giá trị nhỏ gì? Nhỏ nhất. Như vậy giá trị nhỏ nhất chắc chắn sẽ xảy ra tại đỉnh. Phải xảy ra tại đỉnh, không thể chạy đâu được. À, liên quan quá nhỉ. Chứ lại không à. Được, thế này thì dễ học mà sao thầy kêu khó. Tẹo nữa khác được thầy khó. Còn nếu vẫn cứ thấy dễ là xin chúc mừng, em đã chiến thắng. Ok chưa? Đấy giải thích bản chất tại sao lại dính 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 vào đỉnh. Là bài 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y bằng trừ x bình phương cộng với 4x trừ 5. À, chú em ơi, khi x thuộc vào đoạn 1, 7. Đố ai làm được bài này? Cũng là giá trị nhỏ nhất. Thế nhưng mà lại giá trị nhỏ nhất này lại thuộc x thuộc đoạn 1, 7 chứ không phải là tự do. Không phải freestyle nữa, không phải có cách tự do nữa. Mà cái này sẽ bị ràng buộc. Bị ràng buộc. Ràng buộc ở chỗ là gì? X phải thuộc đoạn 1, 7. Các em suy nghĩ chút xíu nào.
Tôi cần đáp số. Lê Thành Trung nghĩ rằng kết quả sẽ là 7. Các bạn có thể comment đáp số. Bằng cách nào đó có thể các bạn chưa cần diễn đạt với tôi ý tưởng, nhưng mà có thể diễn đạt với tôi về tùy thôi, có thể là ý tưởng, có thể là đáp số và cũng có thể là cách làm chi tiết. Thì các bạn Vương Huy cho rằng là âm 1, Thành Trung có ý tưởng, mời Thành Trung. Em thưa thầy, nếu là trong parabol y bằng âm x bình cộng 4x trừ 5 thì có giá trị lớn nhất của nó là giá trị lớn nhất của nó là bằng x x bằng 2 thì cái đây là parabol, này là parabol mắc của nó, thì tức là nó đi lên, tức là bây giờ giá trị nó càng giá trị trong nó của x nó chỉ đi xuống thôi, thì mình sẽ lấy giá trị to nhất của x thì sẽ ra được y Không nhỏ phải nhất. đâu, không phải đâu, đừng suy nghĩ ngây thơ như vậy nhé, tất cả những cái mẹo đó đều không áp dụng được. Mẹo mà to nhất hay nhỏ nhất là không được đâu. Ở đây là có một số bạn đã comment rồi, comment rồi. Hải Nam thì cho rằng là âm 1, người trả lời nhanh nhất là Vương Huy là âm 1, Hải Nam cũng là âm 1, Hà Nhi thì kỹ hơn, tức là giá trị nhỏ nhất là âm 1, xảy ra thì bằng 2. Được chưa? Ok. Có vẻ như rất nhiều em sẽ mắc sai lầm rồi. Đối với bài toán này thì cách giải như sau. Lời giải 1 là em chỉ cần lập bảng biến thiên là bài toán kết thúc. Em lập bảng xong là bài toán sẽ kết thúc ngay. Đây là x, đây là y. Lập bảng biến thiên xong là các em nhìn thấy ngay đáp số, không có gì phức tạp cả. Nên nhớ rằng chúng ta ứng dụng 1, 2, 3 la mã để giải phần gì? Để giải phần 4. Được chưa? Cho nên chẳng có lý do gì mà chúng ta từ chối ba cái công cụ phần 1, 2, 3 đã trang bị cho các em. Đây là một, đây là 7. Đỉnh của nó là 7 nhỉ? 2. Nó nào, tại vị trí x bằng 1 thì y bằng bao nhiêu ạ? 1 thì y bằng âm 2. Y bằng 2. Âm 1. Y bằng 7. Âm 26. Rồi, các em hãy nhìn đường đi của nó. Đó. Nhìn đây em sẽ rõ luôn. Nhìn đây chúng ta còn trả lời được cả lớn nhất và cả nhỏ gì? Nhỏ nhất. Giá trị lớn nhất tức là y lớn nhất bằng bao nhiêu? Là âm mấy? Âm 1. Giá trị nhỏ nhất, y nhỏ nhất bằng âm bao nhiêu? Âm 26 đấy. Âm 26 nhé. Xảy ra tại x bằng 7 đấy. Tiếp 7. Được chưa? Vậy từ bảng biến thiên này chúng ta sẽ kết luận luôn. Nhìn bảng biến thiên mà kết luận thôi. Bảng biến thiên tôi viết tắt. Chúng ta đưa ra kết luận thôi, tôi kết luận cả hai thứ nhé. Giá trị nhỏ nhất của y sẽ bằng âm 26 xảy ra khi x bằng 7. Ui, dùng công cụ này mà giải bất đẳng thức giá trị lớn nhất nhỏ nhất của lớp 9 nhỉ? Nói thế đó làm gì? Thế là em đúng đúng không ạ? À? Đúng làm sao được hả Đình Trung? Nó còn đi qua đỉnh mà. Giá trị lớn nhất y bằng âm 1 khi x bằng 2. Câu nói của Thành Trung chỉ đúng khi nào? Khi nó không đi qua đỉnh thôi. Ví dụ như xét từ 2 đến dương vô cùng thôi. Thế còn bên trái nữa này, đi này. Ví dụ như nó không phải là một mà nó lại tận âm 5 chẳng hạn. Nó còn có thể bé hơn cả âm 26 cơ. Bên này có thể đi từ dưới đi lên nhá. Thì con dưới này có thể bé thấp hơn con âm 2 gì. Thấp hơn con âm 26 là bình thường. Chứ không phải là càng nhỏ thì càng lớn, càng lớn càng nhỏ như Huy nghĩ ngây thơ đâu. Càng nhỏ càng lớn, càng lớn càng nhỏ. Đấy là cái quan hệ về luôn đồng biến hoặc luôn nghịch biến. Cái này là có cả khoảng đồng biến và có khoảng nghịch thế, nghịch biến. Đấy, tôi làm lại ví dụ tương tự cho các em xem nhé. Là bài tập tương tự. Hay là lời giải hai, tôi cứ tập lời giải một cho quen đấy nhé, tập lời giải một cho quen. Bài ba hoặc là bài tương tự.
Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y bằng trừ x bình phương cộng 12x cộng 11 khi x thuộc vào đoạn âm 10 đến dương 5. Đó. Thì không phải là x càng lớn là y càng nhỏ đâu. Không phải nhé. Thì lời giải cực kỳ đơn giản thôi. Đó là chúng ta lập bảng như thế. Cứ lập bảng xong là mọi thứ sẽ rõ hết. Kể cả lớn nhất, kể cả nhỏ nhất. Ra hết. Lớn nhất hay nhỏ nhất ra hết. Đây là âm 10. Đây là 5. Đây là đỉnh. Đỉnh là mấy nhỉ? 1. Mời game. Đặt bảng Nguyên Thiên. Cứ là bảng Nguyên Thiên xong là xong hết. À anh Giang ơi, nhớ này, nhiệm vụ quan trọng nhất của trợ giảng đó là điểm danh. Để thông báo cho phụ huynh biết là con hôm nay nghỉ hay là con hôm nay đi muộn. Được chưa? Cái này gọi là thuộc về phần quản lý con người. Bố mẹ lo lắng, rõ ràng con hôm nay đi học thế mà bây giờ thấy thầy thấy trợ giảng thông báo là gì? Là hôm nay là bạn ấy nghỉ. Úi trời, tôi chết rồi, nó đang đi đâu bây giờ? Thế là kéo 500 anh em đi tìm. Đấy. Thế tìm thấy ở quán điện tử chẳng hạn. Đấy, thì nó ra cái gì đâu. Quản lý con người là ưu tiên số 1. Cái thứ hai nữa là quản lý bài tập về nhà. Nếu bài tập khó quá thì các em chép đề bài, sau đó em ghi vào đó là em không biết làm. Nhá. Ghi rõ vào đó là em không biết làm. Thế cho đơn giản. Được chưa? Ghi vào đấy là em không biết làm. Thì không có chuyện là vậy. Đấy, lúc nãy học sinh lớp 12 nhá. Tức là vào lớp học thì được. Nhưng anh nào muốn ra khỏi lớp học thì phải có vé. Phải có vé mới ra khỏi lớp được. Vé ra khỏi lớp là cái gì biết không? Là bài tập về nhà. Không bài tập về nhà thì không ra khỏi lớp được. Vậy nếu ai mà không có bài tập về nhà thì làm sao để về? Có rất nhiều cách để về. Cách thứ nhất là gọi bố mẹ đến đón. Báo cáo là con anh chị là không làm bài tập nên phạt. Cách thứ hai là gì? Ngồi lại lớp đấy mà làm cho xong thì về. Cách thứ ba là gì? Thôi em xin quét lớp sang thầy cho em về nhé. Ok. Vậy ba đứa mà chưa làm bài tập về nhà thì sao? Thì ba đứa ở lại quét lớp. 10 đứa thì sao? 10 đứa cùng quét. Đơn giản mà. Còn một cách nữa đơn giản hơn. Thầy có uống trà chanh không? Thế thì em đi mua nhé. Thế xong, xong rồi. Như thế là xong rồi đấy. Được chưa? Bảng thôi. Tại giờ 10 thì y bằng bao nhiêu? Trừ 109. Bây giờ thử xem giống như bên trên được không nhá. Tôi đang làm tào lao đấy. Tại y bằng 1 y bằng mấy? 12. Tại y bằng 5 y bằng mấy? Âm 4. Em thấy tào lao chưa? Nhìn này thấy tào lao chưa? Rõ ràng âm 4 mà lại thấp hơn cả âm 109. Giời, thầy bịp thế. Bịp quá. Định lừa bọn em à. Bọn em đâu phải trẻ con. Bọn em biết yêu rồi đấy. Âm 109 và âm gì? Âm 4. Đấy, đường đi nước bước của nó bây giờ phải như này. Đấy. Thì bây giờ giá trị lớn nhất là bao nhiêu? Mười mấy? 12. Giá trị nhỏ nhất bây giờ bao nhiêu? Âm 109. Ờ, thì chứng tỏ đang biết là bảng biến thiên thì giá trị lớn nhất nhỏ nhất dễ nhờ thầy nhỉ? Đúng rồi. Biết là bảng biến thiên thì giá trị lớn nhất nhỏ nhất rất dễ. Được chưa? Thế cho nên cần phải học ứng dụng hàm số thì chúng ta cần phải học hàm số chứ. Thì cứ thích dùng đại số vào đây thì làm gì? Thích dùng số học vào đây thì làm gì? Thằng lần thức vào đây thì làm gì? Thằng lần thức nó chỉ là một cái cầu nối giữa toán 9 và toán 10. Khi chúng ta đang học đến công cụ hàm số nó mạnh hơn thằng lần thức. Không có nghĩa chúng ta bỏ thằng lần thức, mà nghĩa là chúng ta chỉ dùng nó trong trường mà ta cần hoặc ta thích thôi. Còn cơ bản chúng ta học hàm số, chúng ta dùng công cụ hàm số chứ, mạnh hơn. Công cụ này mạnh hơn rất nhiều. Được chưa? Tôi không chê hàng đẳng thức, nhưng mà em mà dùng hàng đẳng thức thì rõ ràng là em đang dùng đồ cổ rồi. Có những bài đồ cổ vẫn hay, nhưng mà ít lắm nhé. Rồi từ đây chúng ta sẽ kết luận rằng giá trị nhỏ nhất.
của y cũng sẽ bằng âm 109, xảy ra khi cái dòng máy nhỉ, ví dụ âm gì, âm 10, đấy, giá trị lớn nhất y bằng 1, y bằng 12, xảy ra khi cái dòng máy nhỉ, y 1. Chú ý hỡi các anh các chị, nếu như các anh các chị đã được học công cụ này rồi mà thích trình bày lại cho các em học sinh lớp 9 lên 10 hoặc 8 lên 9 mà chuẩn bị thi thi toán chuyên hoặc toán học sinh giỏi ấy, thì với bài này giả sử như đề bài là gì, là hãy tìm giá trị gì nhỉ, giá trị nhỏ nhất của hàm số này, thì các em sẽ xét kiểu thức là y cộng 109. Đấy, y cộng 109 sẽ là trừ x bình phương cộng với 2x cộng với 11 cộng 109. Đấy thì nó sẽ ra hằng đẳng thức luôn nha. Ra luôn hằng đẳng thức. Thế ra hằng đẳng thức là âm của x cộng mấy nhỉ? Đấy, ra luôn hằng đẳng thức và khi đó nó sẽ luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng gì ấy? Bằng không. Ở đâu lớn hơn hoặc bằng không gì đó. Đó. Lớn hơn hoặc bằng không với mọi x thuộc đoạn từ âm 10 đến 5. Và các bạn có thể tách ghép như một vị thần. Các em sẽ thần tượng các bạn như là những vị thần khai sáng, đứng sáng tạo gì đấy. Sao lại có thể tách ra như thế? Thứ nhất là tại sao lại nghĩ ra con số 109? Thứ hai là tại sao lại tách được ra những con âm 10 và dương 5? Thế còn nếu như nhé, nếu như mà chúng ta không có cái ràng buộc âm 10 và dương 5 này này, thì em cứ nhóm hằng thức bình thường. Nhá, thì cứ nhóm hằng thức bình thường thì là dễ quá. Được chưa? Thế còn nếu như các em lên lớp 12, các em sẽ có thêm một công cụ nữa mang tên là đạo hàm. Đạo hàm là do điểm rơi bất đẳng thức thì phê lòi mắt. Mày đừng nhấn dò thẹo ấy ra, và khi đã dò được điểm rơi bất đẳng thức rồi thì đừng hỏi vì sao các thầy làm bất đẳng thức nhanh vậy. Thế tại sao mà cái file bất đẳng thức mà tôi viết ra nhiều anh em đồng nghiệp lại quan tâm đến vậy, mặc dù tôi không phải là quá giỏi bất đẳng thức. Cái chính là khi mà chúng ta dùng đạo hàm hay dùng máy tính để chúng ta dò ra điểm rơi, dò ra cái cách giải ấy, thế nhưng chúng ta lại không thể dùng cách giải đó để giải thích cho học sinh được. Học sinh nó không hiểu đạo hàm là gì, em có biết gì đâu, em nào biết gì đâu, vẻ mặt ngây thơ vô số tội luôn. Thực ra nó còn bấm máy mạnh hơn cả thầy đấy, nó cứ em nào có biết gì đâu, ngây thơ lắm thì đấy mình sẽ phải giải thích theo cách khác nhé. Vì đây là học sinh lớp 10 cho nên chẳng có gì để giải thích nữa, đây là ứng dụng hàm số thôi. Vậy thì lời giải một có chắc chắn là lời giải hai phải không thầy? Đúng rồi em, không cần là Nguyễn Thiên vẫn làm được, tốc độ cao hơn rất nhiều nào. Bài tập số mấy nha? Bài số 3 đúng không? À, các em hãy tìm cho thầy là tìm giá trị lớn nhất hoặc giá trị nhỏ nhất tùy các em nhé. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số bất kỳ nhé, thoải mái em ơi. Ví dụ x bình phương đã trừ đi 4x là cộng 5 đi, nhẹ nhàng tính cận. À, nếu như không xét gì thì nhóm hằng thức phát hiện ngay. Thì bây giờ xét x thuộc vào đoạn từ 1 đến 3. Đó. Thì các em đã biết lời giải một đó là lập gì thì xong rồi nhỉ? Lập bảng là xong đúng không? Rồi bây giờ thầy trang bị cho một cách khác nó còn mạnh hơn cả bảng. À. Thầy một vừa hai phải đấy chứ. Thầy mà làm mạnh mẽ như thế thì bọn em chắc là sắp đang cảm thấy bảng đã là quá hay rồi. Quá dễ rồi, đẳng cấp rồi. Bây giờ lại còn bảo có cách nữa hay hơn cả bảng này thì em biết thầy thầy muốn em sống sao đây. Loài người chúng ta là vốn dĩ là phải tham, vốn dĩ là phải bảo thủ. Giàu thì tham việc, mà thất nghiệp thì ham chơi, tham ăn. Đấy, có những người rất nhiều tiền rồi, tại sao họ vẫn làm ngày làm đêm? Tại sao họ vẫn đi kiếm từng đồng lẻ, từng đồng chẵn kiếm hết? Bởi vì có thể đối với họ là công việc chính là nguồn vui, là nguồn sống của họ. Họ cảm thấy họ làm ra tiền, họ có ích. Thì đấy, tức là họ đang thấy ý nghĩa cuộc sống. Còn có những người đang chơi thì cảm giác như là phải ngồi ăn uống hát hò thì mới là hưởng thụ. Thế còn đối với những người mà đam mê gọi là nghiện công việc ấy, họ tạo ra một sản phẩm, họ cảm thấy điều đó mới là niềm vui. Giống như mấy anh đi câu cá đấy. Bỏ tiền ra mua cần câu, mua mồi câu, xong lại thuê hồ câu. Thậm chí thuê cả taxi để đến chỗ câu. Ngồi nắng chảy chảy, mưa dầm dề ra. Câu từ sáng đến tối được một con cá. Và anh ta cảm thấy là kể cả là đang quần áo chỉnh tề mà cảm thấy con cá sắp bị sổng, nó lao cả người cả quần áo dài xuống dưới nước để trúng con cá đấy.
có đáng giá không, trong khi con cá đấy chỉ có mấy trăm nghìn. Có ba thằng thì cả ba thằng đều lao xuống, 10 thằng cả 10 thằng lao xuống, những thằng nghiện câu cá sẽ hiểu. Vấn đề không phải là con cá bao nhiêu tiền, vấn đề là thành quả của anh ta chính là con cá này. Để khoe với chính bản thân mình trước rằng hôm nay mình đã câu được con cá này, đã chinh phục con cá này, đấy là nghiện công việc nhé. Vậy thì mọi người chúng ta luôn luôn phải vươn lên đấy. Các em có thể nghe những ai nói là gì, là phải biết đủ mới là hạnh phúc, thì đấy những người người ta thừa rồi người ta mới nói thế, còn thầy trò mình thì chưa đủ đâu, luôn luôn phải cố gắng. Vì thầy cho mình cứ để dành được 200 triệu đi, thì một mùa Covid thì 200 triệu cũng ra đi, một lần ốm thì 200 triệu cũng ra đi, cái chính là mình làm và giữ sức thôi nhá. Chứ đừng nghĩ rằng là thôi thì cứ làm đến đâu ăn đến đấy, thì thế bây giờ làm đến đâu ăn hết đấy, lúc ốm thì làm nào, lúc Covid thì làm nào, phải có tích chữ nhé. Các bạn cố gắng lên, cách một đã hay rồi, cách hai lại còn hay hơn nữa, kinh thế cơ. Trước hết tôi giới thiệu về mặt phương pháp nhé. À, phương pháp. À, chúng ta sẽ chỉ tính lần này thôi, chúng ta sẽ tính tại y tại một này, hãy tính cho thầy y tại ba này, và hãy tính y cho thầy y tại điểm gì nhỉ, y tại đỉnh đấy. Em tính cho thầy ba đứa này, đứa nào lớn nhất trong ba đứa này đứa nào mắc, đứa nào bé nhất trong ba đứa này là đứa min eo, thế thôi á. Vâng, chỉ có thế thôi nhá. Ông nào tí nữa trong khi em làm một vài bài quen tay, thầy sẽ giải thích bản chất vì sao lại thế, sao không thế này mà lại là thế kia, và tại sao lại có chuyện này. À, tính y tại một, tức là các thầy dùng một rồi đây, một đâu, một chính là con này này đó, đó ba, ba chính là con này này. Vậy thì tùy đề bài cho gì mình tính đấy thôi nhé. Ủa học kiểu này ảo thế thầy, học này là phi bản chất toán à? Không, học này mới là bản chất toán đấy, tí nữa thầy phải giải thích thì nó mới lộ ra bản chất. Còn bây giờ xem đang bắt chước để lấy hứng thú đã nào. Y tại một thì bằng mấy nhỉ, bằng hai. Y tại ba, y tại ba, ba ba là chín, chín cộng năm 14, 14 trừ 12 bằng gì, bằng hai. Rồi y tại đỉnh, y tại đỉnh chính là y tại hai bằng mấy, bằng một. Vậy đây chính là mịn, đây chính là mắc, đây cũng là mắc, thế là hai mắc à, hai mắc là bằng nhau mà, được chưa, hai chỉ lớn nhất thì bằng nhau. Ok, vậy chúng ta kết luận giá trị lớn nhất của y sẽ bằng hai, xảy ra khi x bằng một hoặc x bằng gì, x bằng ba. Ai đó giải bất đẳng thức thì có thể nói là điểm rơi xảy ra tại x ABC bằng 100 và các hoán vị, tức là có thể xảy ra tại mấy điểm rơi, ba điểm rơi, thì đây thế xảy ra tại hai điểm rơi thôi, điểm rơi xảy ra tại x bằng một, tại x bằng ba, hai vị trí đều có thể xảy ra mắc. Rồi giá trị nhỏ nhất và y bằng một xảy ra khi cái dòng mấy, được chưa. Tôi thêm một ví dụ nữa tương tự, sau đó thầy sẽ giải thích bản chất. Cái hàm số y bằng trừ x bình phương cộng với 6x cộng 11, tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất khi x thuộc vào đoạn ở đây là sẽ có 3, như vậy là 0 và 6 đấy, được chưa. Thì cách làm như sau, hướng dẫn các em cách làm tương đối nhanh như sau. Từ máy tính, cũng là tính nhưng mà với sự hỗ trợ của máy nó sẽ nâng cao hiệu quả công việc lên thôi. Còn em không thích máy thì em vứt máy đi, em tính tay cho nó quen nhé. Tùy em tính được máy thì cái thứ nhất là độ chính xác cao, tốc độ thì chưa nói, có thể em có những em tính tay nhanh lắm. Và cái thứ hai nữa là em tính mãi chả đau được, máy nó đau mình có đau đâu. Đó, cái tất nhập vào là gì, trừ x bình cộng 6x cộng 11. Rồi muốn tính tại y tại không thì ta sẽ côn, côn tại không, tại y tại không, đặc biệt số xấu, số to, số lẻ. Rồi tính y tại 6 ta côn y tại 6 đấy. Rồi tính y tại 3 phải không nhỉ, 3 ta côn tại y bằng 3.
Đấy. Xong chưa? Xong hết rồi đấy. Xong hết rồi. Nào. Đơn giản. Chúng ta tính y tại không, y tại không bằng mười mấy? 11. Y tại 6 bằng bao nhiêu? Cũng là 11. Y tại 3 bằng bao nhiêu? 20. Như vậy 20 đấy chính là gì? Mà hai đứa kia chính là gì? Mình. Bây giờ chúng ta đổi số 6 thành số 5 thì sao? Đổi thì sao? Kem đổi được không đổi được thì vậy nhá. Đây thầy thử đổi sẽ em thêm coi như thêm một bài ấy. Kem lại làm gì? Kem côn lại tại 5 thôi. Côn lại tại 5 thôi. Đã 16. Ủa, nhanh vậy nhỉ? Tức là khi chúng ta thay đổi thì máy tính chúng ta thay rất nhanh. Nhá. Bằng 15 à? 16 à? Như vậy con này sẽ là gì? Mình. Con này sẽ là mặt. Thế nào? Ok chưa? Vậy thầy sẽ giải thích bản chất tại sao lại có câu chuyện đấy. Mình ở 109, ok. Nào. Bây giờ chúng ta xét hàm số này, xét parabol này trên đoạn từ 0 đến gì? Từ 0 đến 5. Thì tôi không cần quan tâm biết A âm hay A dương. Tôi chỉ cần biết rằng khi đi từ 0 đến 5 này. Đây, là x bằng 0 này. Đây. X bằng 5 này. Đây là đỉnh này. Đấy. Thì con kiến nó có 3 vị trí đặc biệt, điểm xuất phát là A, điểm kết thúc là B và đỉnh của nó là C. Thì giá trị lớn nhất hoặc giá trị nhỏ nhất chỉ có thể đạt tại một trong 3 vị trí này, không thể đạt vị trí khác được. Giải thích. Giả sử giá trị lớn nhất đạt tại vị trí M. Điều này là vô lý. Hãy tưởng tượng M là đang trên đường đi xuống dốc. Đang trên đường đi xuống dốc, không phải ở đỉnh dốc, không phải ở chân dốc. Thì chắc chắn sẽ có một đỉnh cao hơn M. Phải có một điểm nào đó cao hơn M. Đấy, xét một khoảng nhỏ bao nhiêu thì nhỏ, kiểu gì có một điểm cao hơn M. Vậy thì M không thể là cao nhất được. Tức là giá trị này không phải là gì lớn nhất. Và chắc chắn cho dù khoảng nhỏ đến đâu chăng nữa, kiểu gì cũng phải có một đứa bé hơn M. Cho nên M cũng không phải giá trị nhỏ nhất. Tức là tất cả những điểm ở trên triển dốc này không bao giờ đạt lớn nhất, không bao giờ đạt nhỏ gì, nhỏ nhất. Nha. Vậy lớn nhất nhỏ nhất chỉ có thể đạt tại gì, tại đỉnh hoặc tại hai vị trí gọi là hai vị trí biên, tại đỉnh hoặc tại biên, không còn vị trí nào có thể đạt được nữa, được chưa? Chỉ có thể đạt tại đỉnh hoặc tại gì, tại biên đấy. Các em có thể ghi và giải thích ở đây là gì, là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất. Các em ghi cái nhận xét này vào, đừng có chú ý nó bình thường, có gì đâu mà chú ý. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất khi x thuộc vào một đoạn nào đó, ví dụ đoạn AB chỉ có thể đạt được tại đỉnh hoặc tại biên, chỉ đặt tại đỉnh hoặc tại biên thôi. Được chưa? Biên tức là chính là tại A, tại B này. Thế còn đỉnh thì đương nhiên là đỉnh parabol rồi. Vậy cái này chỉ dùng được với bậc 2 thôi à? Thì đương nhiên mình đã học hàm số bậc 2 mà, thì chả dùng với bậc 2. Thế nếu bậc 3, bậc 4 thì sao? Hey, bình tĩnh nhá. Đấy, lên lớp 12 sẽ học khảo sát hàm bậc 3, bậc 4, bậc 5, bậc 6, 7, 8, 10 trên vi cát nhá. Cả căn, cả mũ, loga, lượng giác nhá, khảo sát hết nhá. Thế bây giờ mới chỉ học được bậc 2, bậc 2 thôi à? Thì tất nhiên. Bây giờ mình chỉ khảo sát là bậc 2 thì chả ứng dụng bậc 2, chẳng lẽ học xong bậc 2 là định ứng dụng bậc 3. Càng. Thế nào? Rồi, bài toán giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất xong nhé. Rồi, chúng ta ứng dụng nó với bài toán tìm giao điểm. Năm là mã. Bài toán là tìm M để phương trình có nghiệm. Năm là mã. Nghiệm của phương trình. Trước hết, vẽ đồ vẽ đồ thị parabol thì em biết rồi nhé. Vẽ đồ thị y bằng m. Nào, ví dụ
Đây là số 1. Nào, hai đứa này với thứ tự. Được chưa? Nào bây giờ thầy sẽ chủ động thầy vẽ này. Thầy chủ động thầy vẽ trước nhé. Bây giờ thầy sẽ vẽ đường y bằng 2. Y bằng 2, nghe ra không ạ? Y bằng 2 nhé. Y bằng 2, các em tìm thấy số 2 trên trục y không? Không quan tâm trục x nhá. Trục x quan tâm là gì? Y bằng 2, đây, số 2 đây. Thì các em sẽ vẽ cho thầy một đường đi qua vị trí y bằng 2 và đường nằm ngang nhé. À, đường nằm ngang. Lại sắp, ông lại sắp đọc song song trong ngoài giống kiểu sách giáo khoa 12 đấy. Đấy, tất cả những đường có dạng y bằng m là có đồ thị song song với trục ngoài. Thôi. Đường nằm ngang em nhé. Y bằng 2. Thế nằm ngang chạy song song với trục ngoài là gì? Thế vẽ hộ tôi đường y bằng 0 cái. Đường y bằng 0 là đường nào? Nó chính là ui. Vậy nó có song song với trục ngoài không? Mà nó thế nào? Trùng, đúng rồi. Tất cả những cái đường có dạng y bằng m là song song hoặc trùng với trục ngoài. Thì mình hay nói là nằm ngang. Được chưa? Song song hoặc trùng. Rồi, em vẽ thầy đường yêu một vẽ được không? Có vẽ được không? Ủa, thầy bị em à, dễ thế bắt em làm. Ủa, thế không làm cái này thì ứng dụng sao? Thì ứng dụng cái kiểu gì? Yêu một, ui, thẳng thế, thẳng thật đấy. Công nhận. Đây là yêu một. Nên vẽ cho thầy đường thẳng dương âm 3. Vẽ đâu? Vẽ được thì dễ nhỉ? Dương âm 3. Ok chứ? Y bằng 0. Là y bằng 0. Chuyện xong rồi, mới thấy xong rồi, xong rồi nào. Nào, chúng ta sẽ giải bài toán và tìm mờ để phương trình có nghĩa. À, ví dụ một dễ nhất này, cho phương trình x bình thường trừ đi 3x cộng m trừ 2 bằng 0, tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt đi. Câu này giống với câu thi 9 đến 10 không? Dễ thế mà thầy kêu khó. Được rồi, cứ chờ đấy. Đây mới là ví dụ một khởi động. Lừa tình tí. Kẹo khác biết thế nào là khó. Nhá. Đoán ra vấn đề dùm gì nữa. Kẹo nữa sẽ là gì? Hai nghiệm phân biệt, nhưng mà hai nghiệm phân biệt thuộc đoạn 1, 3 chẳng hạn. Chứ hai nghiệm phân biệt không này thì delta là xong đúng không? Cái gì nữa? Lời giải. Ta có delta bằng 3 bình phương trừ đi 4 nhân m trừ trừ 2 bằng trừ 4m cộng với 10 mấy? 17. Đề phương trình có hai nghiệm phân biệt thì delta phải lớn hơn 0 hay m phải nhỏ hơn 17 phần phần 4. Chuẩn chưa? Ok chưa? Lời giải 2. Em thấy lời giải 1 rõ hay rồi, thầy còn lời giải 2, lời giải 2 hay hơn không? Không, lời giải 2 khó rất nhiều. Thế thì học làm gì? Học luôn lời giải 1 đi. Ờ, thì tùy nha. Em nào thấy lời giải 1 ok rồi thì không cần học lời giải 2 nữa nhé.
Còn nếu như mà vẫn muốn nâng cao trình độ thì xin mời tiếp tục học lên thứ hai. Bước một, tôi sẽ cô lập tham số. Thì tôi sẽ có lấy x bình phương trừ đi 3x trừ 2 x bình phương trừ 3x trừ 2 bằng âm gì? Âm m. Được chưa? Và tôi sẽ có bảng biến thiên như sau. Tôi chỉ cần lập bảng biến thiên là xong. Cứ có bảng biến thiên thì cái gì cũng có. Nào, đỉnh của nó sẽ là 3 phần mấy? 3 phần 2. À, lại mày tính côn x bằng 3 phần 2. Chính là con số lúc nãy đấy. 17 phần mấy đấy? 17 phần mấy? À, đúng 17 phần 4 đâu. Thì nó những con ai vậy đây là chẳng 17 phần 4 thì ai. Chuẩn chưa? Xem côn xem đúng 17 phần 4 đâu. Tớ biết là bảng như này không? Có gì? Rồi, bây giờ thầy sẽ vẽ ra một đường nữa. Đường này chính là y bằng trừ m. -17 phần 4. Rồi, tí nữa ta đổi dấu. Nào, y bằng trừ m. Y bằng trừ m có phải đường nằm ngang không em? Vừa học xong mà. Thế biết nó cao hay thấp thì ta cứ vẽ bừa đấy. Nào quan sát này, bắt đầu quan sát nhé. Nào. Như thế này, cái đường màu xanh với đường màu đỏ có chung nhau điểm nào không? Không chung nhau điểm nào, tức là phương trình vô nghĩa. Đúng tại vị trí như thế này, có mấy điểm chung? Một điểm chung hay gọi là tiếp xúc ấy. Thì lúc này phương trình đã cho sẽ có nghiệm gì? Kép. Nghiệm kép x bằng 3 phần gì? 3 phần 2. Thấy chưa? Và dâng cao lên như này thì ta thấy y bằng âm m với đường màu xanh đường màu đỏ có mấy điểm chung? Hai điểm chung, vậy phương trình đã cho sẽ có hai nghiệm. Được chưa? Một nghiệm đây, một nghiệm đây, thì nghiệm này ta gọi nó là x một, nghiệm này ta gọi nó là y gì? Sai. Thế có bao nhiêu điểm chung thì có bấy nhiêu nghiệm. Được chưa? Vậy muốn có hai nghiệm phân biệt thì bắt buộc âm m với âm 14 phần âm 17 phần 4 bên nào lớn hơn? Nhìn bảng biến thiên. Trình có hai nghiệm phân biệt. Thì nào âm m với âm 17 phần 4. Nào bên nào to hơn? Âm m phải to hơn. Chẳng chứ? Âm m phải cao hơn bên trên thì nó mới cắt tại hai điểm được. Vậy thì cái này tương đương m nhỏ hơn 17 phần 4, tức là nhân cả hai về âm 1 nó sẽ đảo gì? Đảo chiều. Hết rồi. Giống đáp số bên trên chưa? Ví dụ 2. Các phương trình x bình phương cộng với 2x cộng với 18 trừ m bằng 0. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt thuộc vào đoạn từ 0 đến 5. Thuộc đoạn từ âm đi âm 3 đến 2 thôi. Hai nghiệm phân biệt thuộc đoạn này. Nào, có còn tính delta được nữa không? Không làm được delta nữa phải không? Cách làm như sau. Lời giải. Trước tiên chúng ta cô lập.
ta cho là x bình phương cộng 12x cộng 18 bằng gì? Bằng 1. Được chưa? Tiếp theo ta lập bảng Nguyên Thiên. X, y. Cho dù học on hay học ở thì các bạn phải nộp bài tập về nhà nhé. Ví dụ như các bạn đây? Thành Trung ở đâu nhỉ? Dạ. Thành Trung ở chỗ nào? Con ở Hà Nội. Hà Nội thì sẽ chụp bài gửi cho anh Giang. Hạnh với Uyên là Xuân Sơn thì đã đi học trực tiếp được chưa hay vẫn phải học đấy, vẫn phải học on? Học trực tiếp thì em không chụp nhé, học trực tiếp thì đợi buổi sau mang bài nộp trực tiếp cho anh ra, không chụp nhé. Chỉ có những người học on hẳn thì mới chụp, còn những người mà đang trực tiếp chuyển qua học on tạm thời ấy thì vẫn mang bài để nộp tại lớp. Đấy chính là vé ra vào cửa của em đấy. Kiều Vi thì sao? Kiều Vi Đồng Thái học trực tiếp chứ? Vâng ạ. Chị... Học trực tiếp thì nhớ mang bài tập về nhà đến lớp nhé. Đấy chính là vé ra vào cửa đấy. Em yên tâm, thầy không áp đến mức độ là không cho em về đâu. Thì bắt em quét lớp xong mới về thôi. Em mà không làm được, em cứ chép đề bài rồi ghi chữ là em không biết làm. Vẫn tầm về đấy vẫn hợp lệ. Còn không làm bài tập thì chơi bừa quá rồi em ạ. Đi học đấy thì phí tiền, phí tương lai. Làm không được thì em cứ ghi vào đấy là em không biết làm. Để thầy với bố mẹ anh chị còn biết biết là em học kém nhé. Rồi tiếp tục nào, kém thì bảo là kém có gì đâu mà phải ngại, sống ảo làm gì, để người ta biết, người ta biết đường mà giúp. Nào xin mời, đỉnh của nó là âm mấy nhỉ? Âm 1. Rồi vẽ nào, tại mà âm 3. Nhập cái này vào máy, cô nó nhận âm 3. Bao nhiêu? 21 à? 21. Cô nó nhận âm 1. Bao nhiêu? 27. Cô nó bằng dương 2. 26. Như vậy cho con 21 thấp xuống bớt. Rồi, đường màu xanh. Đường màu xanh là y bằng gì đấy? Y bằng m. Nào, một có hai nghiệm phân biệt. Kết luận. Phương trình có hai nghiệm phân biệt. X1, X2 thuộc vào đoạn âm 3, 2. Khi... Nào, ai kết luận được nào? Các bạn comment mở chạy từ đâu đâu nó mới có hai phân biệt. Một người comment sai rồi Thành Trung. Ăn nhau câu kết luận đấy, bởi vì đáp án trắc nghiệm hoặc đáp án đúng sai ấy, nó sẽ lệch nhau dù chỉ một điểm, là kem toang ngay. Các bạn suy nghĩ rồi tìm cái đáp số đi. Hãy ai đó comment tôi đáp án đúng xem nào. Hoàng Lan đâu? Hoàng Lan không có trả lời à? Hà Nhi đâu? Hà Nhi. Ủa. Chúc mừng Lê Thành Trung, em đã đúng rồi và thầy bắt đầu chữa. Đầu tiên thì em có thể nghĩ đến chuyện là 17 nhỏ hơn m, nhỏ hơn 21. Nhưng sau em nghĩ lại thì m bằng 21 cũng không vấn đề gì.
Nhìn xem, khi M bằng 21 nhé, thì cái đường nằm ngang là rơi đúng ở chỗ này. Thì vẫn còn mấy giao điểm nhỉ? Còn hai giao điểm vẫn mấy nghiệm? Vẫn hai nghiệm. Ơ thế thì M bằng 17 vẫn được, không còn nhé. M bằng 17 chỉ còn một nghiệm kép thôi. Lấy đâu ra hai giao điểm? Thế sao em tưởng là một nghiệm kép được tính là hai nên nghiệm? Không, một là một, hai là hai. Được chưa? Khi hai điểm trùng nhau ta tính là một điểm thôi. Ok chưa? Một thôi nhé. Ok. Như vậy, đề bài có thể hỏi là gì? Có bao nhiêu giá trị nguyên của M? Có bao nhiêu giá trị nguyên của M? Đề phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thuộc đoạn từ âm 3, 2. Đó. Thế thay đổi như thế. Đó. Bây giờ người ta đổi đoạn từ âm 3, 2 thành khoảng âm 3, 2. Khoảng âm 3, 2. Có nghĩa là tại vị trí M của 21 sẽ bị gì? Sẽ bị loại, cho nên bỏ số bằng đi. Được chưa? Đó. Kiểu như thế. Đổi thoải mái nhé. Cứ đổi nào bảng biến thiên sẽ đi theo như vậy. Vậy trong tình huống này người ta hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của M thì đó là 18, 19, 20, 21. Có mấy giá trị nguyên của M nhỉ? 4 giá trị. Được chưa? Hướng dẫn sử dụng tài liệu này. Tài liệu này, ngoài những cái ví dụ có giải thì còn rất nhiều bài tập. Rất nhiều bài tập. Ở đây là có cả giá trị tuyệt đối nâng cao rất nhiều. Ví dụ những cái câu quen thuộc mà các em nhìn này. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn từ 2, 1. Quen chưa? Đấy. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất. Từ 0 đến 2, đây chính là đoạn 0, 2 này. Còn mấy cái giá trị tuyệt đối đây thì có thể em chưa biết làm thì bỏ lại. Đây là tài liệu tham khảo nhé. Sao ồn ào thế? Đây là tài liệu tham khảo. Làm hay không là tùy em. Bài tập về nhà là bắt buộc. Không biết làm phải ghi là không biết làm, không được đổ giấy trắng. Hiểu được chưa? À, lúc nãy bạn nào đổ học phí nhỉ? Để thầy vào sổ nhỉ? Lúc nãy bạn nào đổ học phí đấy? À, lúc nãy bạn nào Phú Châu đổ học phí đấy? Tên tên Kiều Anh à? Ok em. Rồi, xin chào mọi người nhé.